Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Phương Nga nhé. Và hôm nay, thời tiết và khí hậu ở tại Virginia nó có khác, là bắt đầu là chuyển sang cái thời kỳ giống như là đầu mùa thu vậy. Nhiệt độ ở bên ngoài tầm khoảng là hiện giờ buổi tối thì tầm khoảng chừng 4-5 độ, cỡ tầm đó của độ C. Còn độ F thì Nga thật sự là Nga chưa có quen về độ F, và cái tính độ F của Nga cũng còn dở. Các anh chị và các bạn có thể nhờ bác Google để mà tra cứu ha. Và như Nga cũng có nói với các anh chị và các bạn là ngày hôm qua, chính bản thân Nga cũng có review cho các anh chị và các bạn xem cái hình ảnh chỗ Apple Store nó như thế nào, ra làm sao ở tại Mỹ. Và cái cảnh mà Nga đi mua iPhone 11 thì cái iPhone 11 là một trong những cái iPhone mà hiện giờ đang là hot và nổi đình đồi đám, sắp tới đây vào đầu tháng 11 tại Việt Nam. Và trong dòng iPhone á, thì 11 thì nó có 3 loại, đó là 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Thì cái clip kỳ rồi Nga review cho các anh chị đó, thật sự là đó chỉ là 11 thôi, chứ 11 Pro và 11 Pro Max thì Nga không có mua. Tại vì sao? Tại vì Nga nghĩ là Nga cần kính công dụng cỡ 11 được rồi, còn Pro và Pro Max thì cái số tiền còn dư đó thì Nga làm chuyện khác. Và cái việc mà Nga làm cái chuyện khác đối với cái số tiền, thay vì Nga mua 11 Pro hoặc 11 Pro Max nhưng mà Nga không mua, và Nga dùng tiền đó để Nga mua một món mới. Đó là một cái món mà Nga thích khi Nga đi giống như mua sắm ở tại Costco. Và Nga thấy và Nga đã tìm được một cái món mà Nga đang ưng ý, đó là một cái Tab A. Và như các anh chị và biết là cái Samsung Galaxy Tab A, là cái này hiện tại bây giờ thì Nga khi mà Nga đi Costco thì Nga thấy nó ok. Và đối với mình thì mình nghĩ là cái này là một trong những cái nếu như so ra với cái giá tiền của iPad thì mình không thể nào mình so bì với iPad. Tại vì iPad nó có tính năng của cái Apple được đưa vô, thì mình không thể so sánh được là đưa hai hệ điều hành mà mình so với nhau. Nhưng quan trọng nhất là khi mình có được một cái iPad hay là một cái máy tính bảng hay một cái Tab gì đó, nói tóm lại iPad hay là Tab A hay Samsung Galaxy Tab A gì đó, mình gọi chung là máy tính bảng, khi mình có nó, quan trọng là mình phải sử dụng hết cái công dụng của nó mới là chính. Còn nếu như mà mua một cái điện thoại hay là mua một cái tablet mà chẳng qua mình để khoe thì cái điều đó không thấy là mình rất là phí, cái đó không tạo ra một cái gọi là tiêu sản của mình. Và khi mình nghĩ là đối với bất cứ gì, khi mà có nghĩa là các anh chị và các bạn và chính bản thân Nga đang sống trong cái thời đại công nghệ 4.0 thì mình hãy dùng những cái gì trực thuộc 4.0 để có thể tạo cho mình tiền là cái điều tốt nhất. Thì khi mà Nga thấy cái Tab A này với một cái giá so với thị trường Việt Nam thì nó rẻ hơn rất nhiều. Và hiện tại nếu như kiểu như các anh chị mua và các anh chị ship về thì nó tầm khoảng, nếu mà quy đổi ra tiền Việt mình, có tầm khoảng cỡ 5,5 triệu. Ví dụ như cho 5,5 triệu, sau đó các anh chị và các bạn mua cái thẻ nhớ khoảng chừng xong 4GB nữa gắn vào, nữa là cái Samsung các anh chị và các bạn có thể chạy cao và càng mượt hơn. Có nghĩa là mình có một cái lưu lượng mà giống như dự trữ bộ nhớ dễ dàng. Rồi, đối với các anh chị thấy rõ ràng đây là cái Tab A, nó ghi là Samsung Galaxy Tab A ha. Thì đối với dòng mà Samsung Tab A của hãng Samsung á, nó rất là nhiều cái loại Tab A, nhưng mà này đối với Tab A Galaxy thì mình cũng chưa hề mình đến, tóm lại là về công nghệ thì mình lúa lắm, nhưng mà mình thấy cái này nó nhỏ gọn. Thông tin của ở đây người ta ghi là Samsung Galaxy Tab A, trong cái này họ chứa gồm có một cái bag container là chứa những nội dung, chứa những cái gì ở trong cái hộp này. Thứ nhất là một cái Samsung Galaxy Tab A 8 inch 32 GB, rồi một cái wall hoặc là một cái USB charger, là một cái đồ để sạc cái tab này, quick reference guide có nghĩa là một cái bản hướng dẫn nhanh gọn lẹ, và Samsung Tenor and Condition
những cái gì mà trong cái hộp này nó tóm lại là nó bao gồm catalog và những cái mà giống như dây sạc và cái cục sạc của mình ha. Rồi ở đây người ta còn nói cho mình nữa là ở đây là một trong những cái tab và trong đó nó có bao gồm cả những cái gì, những cái app mà cần thiết và tốt cho con nít dùng để học hành này kia. Rồi bên cạnh đó thì ở trong Samsung thì nó có một cái là Samsung Kids Home, có nghĩa là dùng để cho con cái của mình hoặc là trẻ em dùng để thư giãn. Kế tiếp là nó có một cái là nó ghi Enjoy Best Logo App for Kids Home. Bên cạnh đó thì còn có những cái app mà của logo. Như các anh chị biết là logo là cái món đồ chơi mà con nít hiện giờ nó đang rất là thích ha. Rồi và sau đó người ta mới ghi những điều, có nghĩa tức trước khi mà mình mở hộp thì mình phải biết rõ là trong hộp này nói gì và như thế nào và ra làm sao. Kế tiếp nữa là trong cái này nó còn ghi là important information, những thông tin nhưng mà gọi quan trọng. Mình có thể mở cái hộp này ra để sử dụng những cái dụng cụ ở phía trong ha, nhưng mà mình nhớ là mình hãy giữ cẩn thận và đầy đủ những cái thông tin mà đọc theo cái hướng dẫn ở trong cái hộp người ta hướng dẫn. Rồi cái năm mà xuất xưởng của cái này là năm 2019. Và cái tab A này nó mới vừa xuất xưởng và nó bao gồm cả những cái Google gì kia và thông tin là nó made in China. Rồi nhưng made in China, đặc biệt các anh chị và các bạn nên có một điều lưu ý như thế này nè. Mình hãy phân biệt một cách rõ là made in China, made in Việt Nam, made in Cambodia, made in cái gì mình không biết, muốn made in ở đâu made in. Nhưng những cái hàng khi mà sản xuất tại đó, khi mà đem đi nhập đến hoặc là đến Mỹ để mà đi tiêu thụ thì người ta có một cái chuẩn standard của người ta. Nếu như các anh chị và các bạn học bên ngành xuất nhập khẩu liên quan đến làm việc xuất nhập khẩu thì các bạn sẽ thấy rõ cái điều đấy. Thì cái chuẩn mà cứ đưa vào, mặc dù nó sản xuất đâu không cần biết, nhưng mà khi đưa vào trong thị trường Mỹ thì tất nhiên cái những cái gì yêu cầu của cái thị trường và máy móc thì nó luôn luôn đạt cái chất lượng hơn. Rồi bây giờ Nga không nói nhiều, Nga sẽ mở cái Samsung Galaxy Tab A này cho các anh chị coi nó như thế nào. À Nga nói luôn cái giá cả, nếu như các anh chị và các bạn đem về thị trường Việt Nam thì cái giá cả của cái này nó tầm khoảng là 5 triệu rưỡi ha, tầm khoảng 5 triệu rưỡi của đến 6 triệu. Và mình có cho các anh chị coi 5 triệu rưỡi cho đến 6 triệu cái này thôi. Mình muốn coi cái này trước như thế nào, có thể là mình chỉ có thể là mua hoặc một cái hoặc là hai cái tùy theo là cái mục đích sử dụng của mình và mình muốn coi. Rồi bây giờ mình sẽ mở đây, nó có hai cái nguyên tem. À Nga cũng xin nói luôn, nếu như đối với thị trường Việt Nam mình mua về Việt Nam mình sử dụng thì Nga đã mua được ít nhất 3 cái rồi, thì trong quá trình Nga sử dụng thì nó không có sự cố gì xảy ra hết, do đó mọi người đừng có lo về chế độ bảo hành. Nếu mình sử dụng không làm rớt, không làm gì mà gọi là dễ gây cháy nổ hoặc là cái cách sử dụng của mình ăn thua còn cả là mình có bị rớt hay bị gì hay không hoặc là chập điện thì cái điều đó là mình thấy không thể nói được. Nhưng nếu như các anh chị mua cái này ở thị trường tại Mỹ thì đối với Costco, thí dụ như các anh chị mua rồi, các anh chị gỡ ra, các anh chị cài, các anh chị cũng thích khoảng chừng trong vòng cỡ một tháng đi, các anh chị có thể đem lại trả được, tại vì có những cái chế độ và chính sách của họ rất là ok. Có nghĩa nhiều khi mình mua rồi mình thay đổi mình không mấy mình đem trả. Rồi bây giờ Nga sẽ mở ra. Nga mở ra và Nga xét tấp lại cái tab A này luôn. Cái này nó hơi bị khó, một cái là phải có cái gì giống như con dao để mà mình rọc, nhưng mà Nga đây Nga không có con dao nên Nga phải đành phải dùng thủ công. Rồi cái tab A. Đây, em mở hộp cho các chị và các bạn coi. Nội cái hình ảnh này nó là một cái màu trắng đẹp. Đây. Cái Galaxy Samsung Galaxy Tab A. Đây, khi mà mua ha. Nó là một cái em mở ra
cho mọi người xem nhé. Cái này là Samsung Galaxy Tab A. Đây, các anh chị và các bạn coi, màu trắng, dòm từ xa nó giống như một cái iPad. Đằng sau là màu xám và có biểu tượng của Samsung ở đây. Ở đây nó có cái nút mà mở power, nút tăng giảm volume và cái khe để mình gắn thắng thẻ nhớ vô trong đây. Rồi cổng sạc nó nằm đây và hai cái loa. Đây là cái máy ha, các anh chị và các bạn thấy đây, nó như thế này đây, Samsung Galaxy Tab A. Rồi cái tiếp nữa là họ cho mình một cái thẻ nhớ, đây thẻ nhớ đính kèm 32GB. Rồi một cái dây sạc. Rồi xong một cái họ thiết kế hộp rất là đẹp nè các anh chị các bạn. Các anh chị các bạn thấy không? Đây, đó, một cái cục sạc. Đây, họ gắn để như vị trí như thế này. Rồi. Rồi cái kế tiếp nữa, đây là cái gì đây? Để mình coi coi nha. À, đây là cái đồ mở khe cắm sim. À, họ thiết kế giống y chang của Apple, là mình phải lấy đồ mình ghim vô đây, cái khay nó bật ra thì mình mới bỏ cái không phải sim mà một cái thẻ nhớ vô đây. Rồi cái tiếp nữa, trong đây đây là một cái bản catalog hướng dẫn. Đây catalog hướng dẫn của Samsung Galaxy Tab A. Hướng dẫn cho mình cái cách sử dụng nhanh gọn lẹ đối với cái Samsung này. Ở đây họ hướng dẫn Nga có tất cả các ngôn ngữ từ tiếng Anh. Rồi ở tên này là tiếng Anh. Ví dụ như họ mới giới thiệu cho mình là cái cách bảo dưỡng của Samsung như thế nào. Rồi clock, rồi xong mặt ngứa âm thanh, rồi camera. À đặc biệt ở đây nó có một cái camera đây chụp hình, nó cũng tương đối là cấu hình giống như là cái độ pixel của nó cũng khá cao cao. Rồi có phần của kids nữa nè, dành cho con nít. Rồi cái cách setup và cái cách sử dụng cái những cái trang thiết bị để đính kèm của nó. Rồi để nghe coi có còn gì nữa không. Rồi ở đây là một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Nãy là nhanh gọn lẹ, cái này là cái cách mà bảo vệ và lấy thông tin an toàn. Và họ cho một cái bút nhỏ xíu này, mình đọc sơ qua trước khi mình làm để mà mình hiểu được cái cách sử dụng ha. Đây, bỏ vô. Đây coi còn cái gì trong đây không? Không, họ dưới đây là cái hộp mà họ thiết kế thôi. Rồi, mọi cái nó nằm trong đây hết. Đây, cái hộp rất đẹp. Đấy, thế là xong. Rồi cái dây sạc này cũng bỏ vô luôn. Đây, đây. Rồi, đây là cái tab A. Bây giờ mình mình sẽ bỏ cái sim vô. Đây, mình sẽ mở sim để mình bỏ sim vô. Cái không phải sim mà cái này là cái thẻ nhớ, sorry mọi người nhé. Mình nhầm. Để nghe bỏ thẻ nhớ vô trong máy luôn. Rồi nó xếp tab máy. Đây mình phải lấy đây, nó có cái thanh này y chang như cái iPhone vậy. Và cái iPad. Đây cái khe. Mình sẽ đã có một cái khe y chang luôn. Mình ấn vô đây. Rồi. Bây giờ máy này là đồ chút chút nên mình phải làm đến đâu mình cất đến đó. Chứ không thôi nó sẽ bị thất lại. Hay để mình gắn lại.
Nha mở cái này ra. Đây là cái khay để khay sim, khay thẻ nhớ, xin lỗi. Mình cứ nhầm hoài, cứ xài điện thoại cứ nghĩ là khay sim nhưng mà cái này khay thẻ nhớ. Và cái thẻ nhớ này nó up to, có nghĩa là nó cho mình đến 128 luôn á các anh chị và các bạn. À, nó cho đến 128 luôn, nhưng mà ở đây người ta chỉ tặng cho mình cái thẻ là 32 ít thôi. Đây, mình sẽ để theo đúng cái chiều hướng ở đây. Theo y chang cái chỗ cái khay sim, khay thẻ nhớ khớp với nhau. Và sau đó mình sẽ đặt vô như thế này. Đây 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 đây, mọi người xem nào. Ha. Và mình sẽ nhấn vô. Rồi xong. Rồi để nghe khởi động máy, cái máy này cho mọi người xem nha. Rồi. Để coi nó có gì đặc biệt so với iPad. Đây, khi các anh chị khởi động máy, máy mới hoàn toàn thì nó sẽ xuất hiện, nó ghi là Samsung Galaxy Tab A. Ha. Mình sẽ chờ nó khởi động. Đây là cái giao diện khi mà khởi động. Nó sẽ hỏi mình mọi thông tin mình nhập vào. Và sau đó mình sẽ setup cái máy này. Rồi sau đấy thì các anh chị và các bạn cứ việc download app về mà sử dụng. Thì cái này cũng rất là đơn giản, không có gì khó cầu kỳ hết cả. Đó, nó đang start, nó starting Android. Rồi nó vô giao diện, bắt đầu nó kêu mình cài đặt. Thì mình sẽ setup một thứ cài đặt. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã lắng nghe về cái cấu tạo, không phải cái cấu tạo mà cái hộp mà một cái box này mới mua, và Samsung Galaxy Tab A ở trong Costco tức thì, và với một cái giá rất là mềm. Và khi về Việt Nam, anh nghĩ là đối với Nga thì cái này có thể là mình dùng để trong công việc của mình, làm ăn của mình, mình trong công việc giảng dạy của mình. Rồi đối với học sinh thì sinh viên thì có thể dùng để mà lưu trữ và học hành. Tại vì cái này các anh chị và các bạn nếu mà khai thác á, tối đa thì các anh chị các bạn sẽ sử dụng rất nhiều công nghệ trong đây và nó chạy rất mượt. Tại cách đây khoảng 4-5 năm về trước thì chính bản thân Nga cũng có những cái Samsung Galaxy lúc trước đó, nó ghi không phải Samsung Galaxy nữa mà nó ghi là Samsung Tab A thôi chứ được kiểu chữ Galaxy. Còn sau này thì cái dòng này dòng mới, nhưng nó xài được cũng được là 5, nó xài hiện giờ cũng là 5 năm thì cái đó nó cũng còn hoạt động tốt. Nhưng mà Nga thì Nga muốn nâng cấp lên, chứ lại cái nào nó nhỏ gọn, cái kia nó bự quá. Và sau đó Nga cũng mua được 2-3 cái Tab A, một cái cho ba mẹ Nga, giống như một cái cho mẹ, một cái cho ba. Thì bây giờ ai mọi người cũng có một cái này, có nghĩa là đi đâu cũng có thể cầm gọn nhẹ trong màu lòng bàn tay mình, rồi mình có thể mình bỏ trong cái bóp hoặc cái túi nhỏ nhỏ để mà mình đi đây đi đó mình làm việc được. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nhé.